Xin chào toàn thể anh em mê âm thanh trên toàn quốc. Cảm ơn toàn thể anh em đã đến kênh Điện tử Phương Lưu và Giao Lưu. Đấy, hôm nay mình lại rất là rối rãi. Mình sẽ là lên YouTube để làm một cái video để giới thiệu anh em đấu từ kết nối từ một cái âm ly 8 sò xuống quân đẩy, để mục đích là để tạo ra chất âm ok nó tỷ lệ là hay nhất có thể. Vì hôm nay mình gặp một ông khách thì cái địa chỉ thì mình không tiện nói, nhưng mà ông khách đấy thì ông ấy mua một bộ dàn để ông ấy khoe là 17 triệu, thì bao gồm những cái thiết bị gì đó thì không cần biết, nhưng mà ông cũng có đẩy và những cái thiết bị gì đó mà có hai cái thớt mỏng mỏng ở bên trên, thì mình sẽ không tiện nói những cái thiết bị đấy. Cái thiết bị mỏng ấy, mỏng mỏng hai cái lại, một cái trên một cái dưới và xuống cái đẩy, thì ông ấy khoe là ông ấy mua 17 triệu, nhưng mà ông ấy bảo là nghe nó không hay một tí nào, xong bắt đầu sẽ lấy một đôi tép của mình về, nhưng mà lại tép nó lại không lên một tí nào luôn đấy, cả hai cái đấy, để phát hiện ra một cái lỗi về cái phân tần đầu vào của cái thiết bị đấy mang lại. Thì hôm nay mình sẽ lên một cái cấu hình này, ghép nối như thế này, để toàn thể anh em có thể là khắc phục cái lỗi đó là phân tần đầu vào của các bạn, có nghĩa là ghép nối những cái thiết bị có thể nói là chưa cập được cái giải tần mà có thể nói là tạo ra chất âm siêu nét. Đấy, đây là lỗi của những người xếp bộ không khớp với nhau. Đấy, tâm ra nào nó sẽ đó là âm thanh xử lý âm mạch, xử lý âm thanh gốc thì có một cái tần số, một cái giải tần không hợp lý thì nó mới tạo ra ok như vậy. Chứ còn rất nhiều anh em là ok để khắc phục cái hiện tượng đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em làm thế nào đó để giữ nguyên cái âm thanh gốc mà nghe nhạc có thể siêu nét đến có thể, muốn tép có tép, muốn bát có bát theo ý muốn của chúng ta. Đấy, đây là một con âm ly 8 sò, giá chỉ 2 triệu đồng thôi. Đây là một con đẩy 7.200. Đấy, 7.200 nhá. Đấy, để đây mà mình sẽ sau đây cho anh em test chất âm một tí. Xong là mình sẽ giới thiệu chi tiết để cho anh em kết nối để cùng được thưởng thức một cái chất âm có thể hay nhất có thể. Đấy. Để mình sẽ hướng dẫn anh em đây. Bật nhạc lên. Nhạc lên nhá. Xong nào chúng ta sẽ vặn nhạc lên. Bật cái này lên. Đấy. Đấy, alo cho anh em. 1 2 3 4 5 6 7 nhạy nhất đầy đủ, thích nhạy có nhạy nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Đây. Đấy. 1 2 3 4 5 6 7 Đấy, này là âm thanh gốc được bảo tồn, là âm thanh gốc là được giữ nguyên, đấy không điều chỉnh. Đấy, anh em biết cái tội để cái chất âm của các bạn nó không ok là cái tội gì không? Đó là anh em xử lý cái âm thanh gốc, một cái tín hiệu ở trên YouTube thì nó quá xịn rồi, để xuất bản một cái YouTube người ta có thể là để cho hàng triệu người nghe cơ. Đấy, vì nó quá chuẩn rồi. Đúng nha, chúng ta chỉ người sử dụng thì chỉ được phép làm cho nó hay hơn thôi, chứ không được phép chỉnh sửa cắt gọt cái tín hiệu của họ đi. Đấy là một cái tội rất lớn mà anh em đang vướng mắc phải. Đấy, như thế thì nó mới tạo ra chất âm không hay được. Đấy, để kết nối từ một con âm ly xuống đẩy thì nó sẽ tạo ra một chất âm có thể là nguyên bản mà nét nhất anh em nhá. Thấy anh em sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em rất tỉ mỉ để anh em cùng được thưởng thức chất âm nhá. Đây, trước mắt anh em là một con đẩy
7.2. Cái đây là cái nỗ input của nó đây. Đây cái jack đây. Đây. Input nhá. Đây, hai kênh riêng biệt. Mình hôm nay mình không có loa, mình sẽ đấu tạm hai đôi bát 25 để dùng tạm con đẩy này vì không gian đây nó hẹp. Đấy, đây là một con đây đấu lên tép này. Mà cái dây này đấu lên tép nhá. Hai con này là ra loa đây. Đấy, hai con này là nối trực tiếp ra loa nhá. Này là đường input, đường input cái này là lên cái đường này đường rec nhá. Đây là cái dây máy tính nhá, dây máy tính đây. Dây máy tính vào. Đấy, chúng ta sẽ nối như thế này. Đây hay là cái dây cái input vào đẩy nhá. Chúng ta sẽ nhắm đến cái đường line đây này. Đấy, có loại âm ly thì nó ghi là rec nhá. Đấy, chúng ta sẽ cắm nó vào đây. Để vào đẩy. Đấy, vào đẩy nhá. Đây cái dây cắm đây anh em nhìn ra đây. Đấy, nha nha. Đấy, xong cái đường input của AB đây. À, ở đằng trước nó có cầu chuyển AB nhưng mà mình sẽ đấu vào cọc A này. Đấy, mà không kêu input nhá, anh em nhớ cho chữ input đi chưa. Đấy. À mà không kêu thì chúng ta cắm vào cọc B. Nếu mà chúng ta không cắm không muốn chuyển giác cắm thì chúng ta có thể ấn nút AB ở đằng trước đây. Nút AB đằng trước đây. Đây, đấy. Đấy AB đây. Để nó chuyển cổng đấy. Đấy, anh em nhá. Đấy, đây anh em nhìn thấy cái giác đây chưa? Cầu chữ U đây. Đấy, trong quá trình sử dụng anh em tuyệt đối không được rút cái chữ này ra. Đấy, nhiều anh em lại cứ rút cái này ra xong là cắm thẳng cái thiết bị khác vào đây. Đấy, thì nó sẽ không ok. Đấy. Đó, như thế thì nó sẽ bị hú và nó sẽ sôi xì xì ra loa. Đấy, anh em tuyệt đối không được rút cái jack này ra nhá. Đấy, nếu mà chúng ta rút cái này ra là có thể là không bao giờ ok được. Đấy, đây là cầu chữ U. Chúng ta phải cắm vào. Nếu mà anh em đã chót vứt đi rồi thì anh em có thể ra xin hoặc đi mua ở đâu đó được. Về chúng ta ở chỗ bãi sắt vụn hoặc là cái gì đó cũng có rất nhiều. Đấy, cái jack này nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Đấy. Nhớ tuyệt đối nhá. Nếu anh em mà tạo muốn nghe hay thì tuyệt đối không được rút cái jack này ra. Đấy. Anh em có tin hay không thì tùy, nhưng mình sẽ tư vấn như vậy. Đây cái input đây. Đấy, nhớ nhá. Nhớ cái đường này đường line nhá. Có loại âm ly nào nó ghi là rec. Đây. Line nhá. Đấy. Cắm nó vào. Đấy, xong rồi xuống input của đẩy. Đấy nhá, đường ra loa của đẩy đây, đây là công tắc nguồn đây. Hai quạt gió hai bên. Đấy. Còn cái bên trên thì chúng ta có thể câu thêm tép này hoặc một đôi loa âm ly 8 sò thì nó có thể đánh được một đôi loa bát 20 hoặc bát 25. Chúng ta có thể câu thêm vào đây để tăng lời cho bộ dàn. Còn bên dưới thì chúng ta sẽ đánh đôi loa to đây. Đấy, nhớ nhá, kết nối anh em có thể chụp lại màn hình nhá. Đây. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy, nhớ nhá. Đấy, nhớ cầu chữ U này muốn hay thì đừng bao giờ tháo ra, anh em nên nhớ một điều như vậy. Đấy, đấy, sau đây còn về đây đằng trước. Về đằng trước thì mình sẽ giới thiệu anh em. Đây là hai cái công tắc nguồn của đẩy đây. Đấy, về còn cái để chúng ta xác định cái nút master của đẩy ở tầm chuẩn là ở nút nào. Thì anh em cũng có loại thì theo cái ngõ mở người ta có thiết kế đến đây chẳng hạn. Có loại nó đến đây. Nhưng có loại này đến đây. Có loại này đến đây. Nó tùy từng loại anh em nhá. Nhưng mà có loại thì nó chỉ đến đây thôi. Vì cái ngõ mở tùy theo thiết kế của đẩy. Theo cái của mình thì nó chỉ đến đây thôi này. Đấy. Có hãng như Yamaha hoặc gì đó nó phải lên đến đây chẳng hạn. Đấy, tùy loại thôi. Nhưng mà cái loại này là cái ngõ mở của nó rất lớn. Nó chỉ như này thôi. Đấy, như này thôi. Đấy, vì cái này mình đi đánh sự kiện nhiều. Mình sẽ đánh dấu vào đây rồi. Tầm này thôi. Ở trong nhà thì tầm này. Ở ngoài chơi thì tầm này. Đấy. Lần này thôi. Đấy. Với cái nút master thì những cái con số 1, 2, 3, 4 đến 20 đây nó không quan trọng. Đấy, cái số này chỉ là cái biểu tượng thôi, chẳng có căn bản là cái lõi bên trong thôi anh em nhá. Đấy, chúng ta sẽ chỉnh như thế này đi. Chúng ta sẽ vặn cái nút nhạc xuống hoặc chúng ta tắt cái bật ly bên trên đi. Để cho ta bật cái này lên này. Bật công tắc lên. Chúng ta sẽ chỉnh tăng dần dần lên đi. Nhưng ở đây có quạt gió, mình sẽ tắt quạt gió đi để cho nó đỡ phạt vào cái mic điện thoại. Chúng ta sẽ lúc kia mình bật công tắc rồi nhá. Qua cho cái này mình tắt để mình ví dụ cho đỡ ồn thôi. Chúng ta sẽ tăng dần dần lên đi. Khi chúng ta đấu dây loa vào đẩy rồi nhá. Chúng ta sẽ tăng dần dần đi, tăng dần dần này. Đấy, chuẩn bị có tiếng sôi xì xì ra loa một cái thì chúng ta dừng lại. Đấy là cái điểm chuẩn. Đấy, chúng ta dừng lại. Đấy, có loại nó lên đến đây thì nó mới sôi nhá. Đấy, do cái ngõ mở tùy từng hãng khác nhau. Có loại nó lên đến đây cơ. Đấy.
nhưng mà hãng này mình lấy ví dụ cái hãng của mình nó chỉ đến đây thôi, căng lắm thì đến đây thôi, nếu ở ngoài trời thì nó gõ đến đây. Đấy, như thế này không phải là nhỏ đâu mà cái ngõ mở ở bên trong nhá. Đấy anh em nhá, có nghĩa là cái tầng tầng đệm của họ là nó quá chuẩn. Đấy anh em, nó rất độ nhạy, nó rất là lớn. Nếu người ta sẽ chỉnh như này nó sẽ hú mic ngay bình thường, thì nó sẽ sôi loa, nó tùy từng loại thôi anh em nhá. Đấy anh em sẽ chỉnh tầm này, chuẩn bị có tiếng sôi xì xì ra loa là chúng ta dừng lại. Đấy là cái điểm chuẩn để hạn chế hú mic này, với là cái tầm chuẩn để không bị sôi ra loa, và cái tầm chuẩn nhất chúng nghe nhạc cực hay. Đấy nó sẽ khớp bộ được. Đấy xong là chúng ta sẽ, khi chúng ta biết được cái điểm chuẩn của cái cục đẩy rồi ấy, thì chúng ta từ nay về sau chúng ta không chỉnh vào nút này nữa, mình sẽ biết là nó ở cái điểm nào rồi. Đấy đấy, chúng ta sẽ xong cái phần đẩy nhá, đó là cái tầm chuẩn của nút master nhá. Đấy nhớ nhá, chuẩn bị có tiếng sôi xì xì ra loa là chúng ta dừng lại. Đấy là cái điểm chuẩn nhất của master, là điểm cái nút master của đẩy. Đấy cái đẩy nào cũng vậy thôi. Đấy xong sang bên trên. Đấy bên này là dàn master của âm ly nhá, thì chúng ta sẽ chỉnh na ná như thế này thôi, chỉnh na ná như thế này thôi. Đấy còn là đây là nút master của âm ly nhá. Đấy còn đây là bên này là nút của bên trên này là nút của mic này, cái mic và tầng trộn nhại của mic đây, vang đây, chỉnh vang của mic đấy. Đấy đây là nút music, là nút nhạc. Sau này chúng ta chỉ cần to nhỏ ở bốn nút này thôi. Đấy còn cái nút này chúng ta xác định là chuẩn rồi, chúng ta đừng chỉnh vào nữa. Đấy như cái nút HI này chúng ta chỉnh cao như thế này nó sẽ lập hú ngay lập tức, vì cái ngõ mở nó rất là lớn. Đấy chúng ta chỉnh na ná tầm này thôi, nó tùy từng không gian. Nếu mà ít tép thì chúng ta có thể tăng lên, nhưng mà nhiều tép quá thì chúng ta có thể hạ xuống tầm này. Đấy đây là LO, đây là bass này. Còn nghe mình cứ tưởng tượng như nghe gần nghe xa thì cho nó dễ, vì mình chỉnh nó sẽ có cảm giác như vậy. Đấy nói thế cho anh em nhìn nhiều cho nó dễ hiểu thì không nói nhiều. Đấy còn đây là nút nhại nhá, chúng ta na ná thôi, na ná cái nút nhại này thôi. Nhại cái nào, còn cái nút mic thì ở đây có cái nút ấn vào ấn ra. Nhiều anh em nào không biết cái nút này là ấn vào ấn ra có tác dụng gì, thì cái ấn vào là chúng ta sẽ chơi bằng cái tín hiệu organ đấy. Nếu mà chúng ta không ấn vào thì tín hiệu organ nó có thể rất là mạnh, nó có thể đánh thủng cái tầng đệm của volume mic này. Đấy đấy, chúng ta sẽ bật ra đi, khi mà chúng ta bật ra nhá, bật ra là dây mic này, còn ấn vào là organ nhá, và cái tín hiệu mạnh khác. Đấy ấn ra đi, còn cái này volume anh em cần chỉnh volume nó hài hòa là được. Đấy sau đây mình sẽ đây đây là nút AB chuyển cổng, không cần biết rồi. Đấy đây chúng ta chỉ tập trung vào cái nút đây nhá, cái này là nút tép này, cái này nó nút nghe gần nghe xa này, nút này nó nút bass này. Đấy LO là bass nhá, trong quá trình sử dụng chúng ta chỉ được phép chỉnh một nút này thôi nhá, còn chúng ta biết là cái điểm chuẩn của loại này rồi. Sau đây mình sẽ bật lên này. Đấy xuống đây bật nhạc lên cho anh em xem nhá. Đấy mình sẽ vặn nhạc lên này. Đây anh em mới thấy cổng AB đây chưa, chuyển cổng AB ở đằng sau đây, input đây, ấn vào. Đấy đấy anh em nhá, đấy rất đơn giản thôi. Đấy sau đây mình sẽ alo thử đây. Đấy rất đơn giản thôi. Đấy, chúng ta tăng mic lên chẳng hạn, nhại đi, tùy theo. Ông thích nhại nhiều thì chỉnh nhiều, ông thích nhại ít thì chỉnh ít. Đấy hoặc là chỉnh lên. Đấy nó rất là nhanh. Đấy nó tùy theo ca sĩ thôi. Ca sĩ anh em thích bass, đây là nút bass của mic này, đây là nút tép của mic này. Đấy những cái nút liên quan đến hú mic là chúng ta sẽ ở nút HI nhá. HI nếu mà chúng ta vặn cao lên tầm này chắc chắn nó sẽ hú rồi. Chúng ta chỉ chỉnh tầm cần tầm này thôi, 12 giờ đổ lại thôi. Đấy, đấy tầm này thôi nhá. Trong ngày chúng ta sẽ chỉnh nhạc to nhỏ chỉ nút này thôi. Tùy thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em là làm như vậy thì chất âm nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Đấy, nó sẽ hay hơn rất là nhiều luôn. Không tin anh em có thể là cắm thử, anh em có âm ly anh em mình kết nối theo cái hình nhà mình bảo đấy nhá. Đấy, là cái bên trên thì chúng ta có thể đấu thêm tép này, hoặc là đấu thêm một đôi bát 25 này để là lấy lời thì nghe nó sẽ hay hơn. Đấy, còn đôi dưới này chúng ta sẽ đánh những cái đôi loa to để chúng ta chơi cục đẩy. Đấy, để có một cái phong cách chơi. Đấy, nhiều anh em này cứ bảo là chơi kiểu này nó là cổ đại, nhưng mà thực ra không phải. Đây mới là một cái phong cách chơi có thể nói là giữ nguyên cái âm thanh gốc, tuyệt vời luôn. Đấy, chất âm nó có thể nói là căng đét. Đây là một cái vang cực kỳ cao cấp, nó chỉ 2 triệu đồng thôi. Đấy, nó sẽ tận dụng được tối đa, đó là có thể đấu thêm loa này, loa tép, có thể đấu thêm loa bát 25 này. Ở bên dưới thì là bên cái cục đẩy bên dưới thì có thể đánh những cái đôi loa côn 100 chẳng hạn. Nhưng mà bên trên thì sẽ đánh được đôi bát tầm 25 hoặc bát 20, bát 16, tùy anh em. Đấy, nó không ảnh hưởng gì đến loa. Đấy, đôi loa to với đôi loa nhỏ chúng ta không thể câu chung đối với những cái công suất lớn được, vì là công suất nào thì đi theo loa đấy anh em nhá. Công suất bên dưới thì chúng ta đánh loa to, bên trên đánh loa nhỏ, mà chúng ta có thể biến cái âm ly này thành một cái vang cao cấp. Alo, mình sẽ bật cái đây volume này. Alo, 1 2 3 4. Alo, giọng nhẹ nhàng. Alo. Đấy, nhẹ nhất thì chúng ta khá cân chỉnh tùy theo ca sĩ nhá. Đấy, chúng ta ghép nối như thế này thì nó sẽ rất là tiện. Thì vì anh em biết không, vì cái nhạc nào nó cũng không giống nhau nhá. Đấy, có nhạc thì tép nó ít, có nhạc thì bát nó ít, thì chúng ta chơi kiểu này thì chúng ta có thể vặn theo ý của chúng ta. Đấy, còn những thiết bị mà cố định thì chúng ta chỉ một nút to nhỏ này không thì nó sẽ không hay. Đấy, nó phải đầy đủ những cái thiết bị chỉnh như thế này. Theo mình, mình tên là Lưu, mình kỹ thuật viên của xưởng loa tép chống cháy 100%. Mình sẽ gửi tới toàn thể anh em những chất âm có thể là siêu nét. Đấy, chỉ có như thế này thì mới mang lại cho những anh em một cái chất âm có thể nói là tuyệt hảo luôn. Đấy, rút kinh nghiệm những cái thiết bị mà anh em hay báo về chúng mình là anh mua cái bộ dàn rõ hay, hay rõ cao tiền, nhưng mà tại sao cứ nghe không hay, và âm thanh nó tù tù và nó sẽ bí bí kiểu gì, nó có cảm giác như hơi lộn xộn. Mà thế thật anh em nhá. Đấy, như thế này thì mới là ok. Đấy, có thể chụp lại màn hình. Đấy, một cái phong cách chơi có thể nói là tuyệt vời, rất đa năng, vừa tận dụng được công suất của âm ly đánh lời này cho loa nhỏ này thì nó mới đầy đủ các giải tần cho chúng ta nghe nhạc được. Đấy, đây là cục đẩy. Đấy, anh em nhá, chúng qua mình chuyên trong quá trình bán loa tép thì mình gặp những cái vướng mắc về chất âm. Đấy, chất âm của anh em mình đang sử dụng đó như là phối ghép những thiết bị không hợp hợp lý. Đấy, những cái thiết bị có thể nói rất hiện đại
nhưng ngược lại nó là hai điện. Càng hiện đại thì càng có thể nói là chất âm nó sẽ xô đi. Đấy, nó hơi lộn xộn một tí. Đó là cái tội lớn nhất của chúng ta, đó là chỉnh sửa tín hiệu gốc, tín hiệu mà gọi là cái tín hiệu gốc bắt đầu vào input đấy. Đấy, một cái tín hiệu ở trên YouTube nó quá chuẩn rồi. Đấy, người ta có thể kiếm hàng trăm triệu trên một cái bản nhạc đấy, một cái bài hát hay một cái video đấy. Không chỉ một vài cá nhân chúng ta là chỉnh sửa, cắt gọt, thì 100 người chỉnh sửa như vậy thì nó sẽ ra mỗi một người một ý, mỗi một người một cái tín hiệu nhạc riêng, thì nó sẽ không nhất quán anh em nhá. Đấy, nó sẽ làm không như cái bản gốc của chúng ta được. Đấy, chúng ta chỉ được phép làm hay hơn thôi, chứ không được cắt ăn bớt của họ đi, để chúng ta không thể đú được với họ, vì họ chuyên về nhạc, họ sản xuất nhạc để kiếm tiền. Đấy anh em nhá, anh em phải hiểu như vậy. Đấy. Đấy, còn rất nhiều những cái bí quyết chơi audio còn tạo ra chất âm ok siêu nét thì anh em có thể liên lạc với mình nhé, kênh điện tử Phượng Lưu 0973 533 269. Đây là cái cơ sở của mình hay livestream cho anh em đây. Số điện thoại mình đây, loa tép chống cháy 100%. Đây là những cái dòng loa tép của chúng tôi. Đây là một mẫu 1.3 triệu này. Đấy, đây là mẫu 500 này. Đấy, còn đây là mẫu thì cái này 1.5 triệu nhá, 1.3 triệu đây. Đấy, của China xịn nhá. Rồi anh em có thể liên lạc với mình để đặt mẫu loa. Rồi thì mình sẽ gửi hàng cho anh em trên toàn quốc. Cái này mình sẽ không định lên cái video này đâu, nhưng mà trong quá trình bán hàng, bán loa tép này và cái thiết bị âm thanh khác, thì mình gặp những anh em đang chơi audio đang vướng mắc, đó là cái phối ghép mà nhiều thiết bị thì nó sẽ không bao giờ ok được. Nên mình sẽ giúp các bạn nhé. Và cảm ơn toàn thể anh em đã vào xem YouTube, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Chúc anh em có thể tự chăm sóc mình trong những thiết bị phối ghép. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em nhé. Xin chào ạ.